gia đình người ta của Hiền cũng như là em Trinh đang vào giai đoạn khó khăn nhất, được mọi người giúp đỡ. Thì có một tài khoản Zalo của một cái tên này, gọi là tên này chứ không phải gọi là một cái con người bình thường được. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại bệnh viện Tâm Đức thuộc quận 7 của thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ lại đây để cùng với lại em Hiền cũng như là Trinh sẽ thăm khám lại, chẩn đoán và có thể có kế hoạch mổ cho em Trinh, cũng như là được sự hỗ trợ của tất cả cô bác quý anh chị là mạnh thường quân. Thì hôm nay Bùi Hồ cũng đồng hành cùng với lại em Trinh và em Hiền. Ngồi ở đâu bây giờ? Ngồi ở đây được không? Hay là quanh kia? Hiện nay thì ở trong bệnh viện thì có bác Thuận là Việt Kiều Mỹ cũng như trực tiếp cùng với là đồng hành cùng với lại em Trinh để mà nghe kết quả chẩn đoán của bác sĩ cũng như là cái kế hoạch mổ sắp tới. Đây là Hiền dì của Trinh. Thì hôm trước thì sau khi mà đăng tải cái thông tin lên cũng như là trên cái fanpage của Phong Muội thì có rất là nhiều mạnh thường quân hỗ trợ tiền, chuyển tiền cho Hiền để mà cùng chúng ta giúp cho Hiền có một cái ca mổ. Nhưng mà trong cái quá trình đó thì rất là nhiều mạnh thường quân có những cái tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để dành lại sự sống cho em Trinh. Cũng số tiền khá là lớn nhưng mà cũng có những cái thành phần xấu lợi dụng những cái lúc gặp khó khăn nhất thì lại lừa gạt tiền, thậm chí là lấy đi tiền, dành lấy đi tiền của từ cái mạnh thường quân, và cái số tiền cũng khá là lớn. Thì hiện nay em có thể có chia sẻ lại về cái quá trình mà em bị những kẻ lừa đảo gạt tiền mình như thế nào, cũng như là cho mọi người có thể biết được hay hàng. Dạ hôm bữa ngày hôm kia rồi em số cái nít đó em thấy mình đi chụp hình. Dạ là có cái nít này là cái nít Zalo. Đây là một cái nít Zalo của một kẻ lừa đảo lúc mà gia đình người ta của Hiền cũng như là em Trinh đang vào giai đoạn khó khăn nhất, được mọi người giúp đỡ. Thì có một tài khoản Zalo của một cái tên này, gọi là tên này chứ không thể gọi là một cái con người bình thường được, bởi vì tên này đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của Hiền và đã lấy đi cái số tiền là bao nhiêu ha? Dạ buổi sáng là lấy đi là 24 triệu, rồi em nghĩ là em không có gửi cái mật mã nào nữa là không có lấy tiền được nữa, nên là từ buổi sáng đó tới chiều là được mạnh thường quân gửi vào là số tiền là 7 triệu. Rồi xong đúng 12 giờ khuya là bắt đầu là điện thoại cứ reo keng keng reo 7 lần, vậy là lấy của em hết 7 triệu luôn. Thì trong điện thoại của em chỉ còn có là 153 ngàn. Đúng 6 giờ sáng lấy thêm của em 100 ngàn nữa là còn chỉ có 53 ngàn thôi. Là tổng cộng là lấy của em là 21 triệu 100 ngàn. Hết luôn? Dạ. Là 31 triệu, hết luôn 31 triệu 100 ngàn. Dạ. Thấy một số tin nhắn thì tên này có nhắn tin cho em rằng là Việt Kiều hả? Dạ, ảnh nhắn tin, ảnh nói ảnh là người nước ngoài. Nở lòng nào khi người ta có ngang nhất lại lừa gạt lấy tiền người ta dành đi cả sự sống. Đây, anh nói anh là người thăng Trương Thị Tú Trinh. Ảnh nhắn tin, cái tin đầu tiên ảnh nhắn cho em đó. Đây nè cô bác quý anh chị, hello, mình là người thân của Trương Thị Tú Trinh, đang cần hỗ trợ chi phí chữa bệnh phải không? Em là mạnh thường quân bên hội kiều bào cộng đồng người Việt, liên lạc để xác minh hỗ trợ cho em Trinh đấy chị. Nếu mình là người thân em ấy thì nhận được tin nhắn tin bóc lại cho em nhé. Sau đó thì mới trả lời, và sau đó thì dạ, chắc là mình chuyển tiền cho anh đó. Dạ cha, rồi anh mới gửi cái này cho em, rồi em mới nhắn tin cho anh đấy. Anh gửi cho 100 đô. Anh này mới thông qua một cái đường link là gửi qua một cái payment gì đó, thì anh nói là anh
tên là Trần Minh Tuấn là gỡ qua là 100 đô tương ứng với lại 2.270.000 đồng. Đó, thì anh kêu mình nhập cái mã code xác nhận đúng không? Dạ, rồi vào gửi cái ngân hàng của mình. Dạ. Thông qua cái ứng dụng ngân hàng của mình. Dạ. Rồi mình gửi cho ảnh. Dạ. Thì lúc đó thì tiền của mình bị trừ đi. Dạ, mỗi lần trừ đi là bao nhiêu tiền? Một lần trừ đi là 10 triệu. Em mới nói anh ơi tại sao tiền của em bị trừ rồi? Ảnh nói á là em nhập sai mật mã rồi nên là nó bị giam lại. Thôi đâu em nhập thử một lần nữa coi. Rồi cái em mới nhập thử một lần nữa là cái em mới nói anh ơi nó mất 10 triệu nữa rồi, thì quay ngang em mới điện cho anh là lúc đó mới biết em bị gạt. Là được. Trong khi đó là em nhập lần sau á là 2 lần là 2 triệu, 4 lần 500 ngàn nữa là 24 triệu. Rồi em mới tóc em đi chạy lại bên chị kia, em mượn số tài khoản chị kia, em mới bắn tiền qua bên đó hết luôn. Nếu như mà sau đó em lâm tí là em bắn tiền qua bên kia, nếu dạ, như để là sẽ rút hết luôn. Dạ đúng rồi. Tại vì quà quan đêm á là nè, cái đêm mà em bị rút đúng 7 triệu á là liên tiếp luôn, là em không có gửi cái gì hết nhưng mà tự động vẫn rút được. Đây đây, một đây lần là số dư tài khoản này đúng không? Dạ. À, anh thấy không, số dư tài khoản mới lúc đầu là nó rút rồi 7 triệu là rút còn 3 triệu phải không? Nè, xuống đây là 2 triệu, xuống đây là 1 triệu, xuống đây là còn có 1 triệu 553 ngàn. Đến 100 ngàn cũng rút luôn cô bác dạ, anh chị. Dạ, 100 ngàn cũng rút. Nè, ở trên là còn 6 triệu nè, nó rút rồi còn 6 triệu. Xuống đây là 5 triệu, xuống đây là 4 triệu, mới tới là bên đây là 3 triệu. Rồi rút, tự động rút luôn. Ờ, thật ra thì chắc có lẽ là không biết thì cái tên này có xem được cái video clip này hay không, để thấy những người mà bị mất mát nó đau thương cỡ nào, đặc biệt là trong cái tình cảnh là bé Trinh đang trên chuẩn bị gom tiền sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân để mà ca mổ, nhưng mà hắn cũng nhẫn tâm tước đoạt đi cái số tiền hơn 30 triệu đồng từ Hiền là dì của em Trinh. Người ta nói có câu là nhân nào thì quả đó, thì chắc có lẽ là số phận của cái tên này sẽ không bao giờ nhận được một cái kết cục tốt của cô bác quý anh chị. Và Bùi Hồ cũng tin rằng điều đó. Thật ra gặp những cái tình trạng như thế này á, thì Bùi Hồ rất là bức xúc. Tại vì không nghĩ rằng là một cái tên này lại không có lương tâm như vậy, nở lòng nào đi gạt tiền của một người con gái thiếu hiểu biết nè, rồi của đặc biệt là của một bệnh nhân mà đang ở trong cái giai đoạn mà ngàn cân treo sợi tóc, cần một số tiền thật là lớn để mà mổ tim. Đó. Ờ, thật ra thì em có biết gì nhiều về những cái chuyển tiền đồ ở trên mạng đồ không? Em biết là chuyển tiền hết, nhưng mà cái vấn đề mà kêu em, tại vì em nghĩ là ảnh gửi cho em tới 2 triệu mấy số tiền lớn thì mình sẽ mau được có tiền để mổ cho Trinh. Nhưng mà ảnh kêu em nhập vậy, cái vấn đề nhập đó cũng có nghe nói, cũng cô Út em cũng nói mấy ngày trước. Nhưng mà em không hiểu tại sao ảnh kêu em nhập rồi, cái bắt đầu từ đó cái em cũng đọc được là không nên gửi cái mã code này. Nhưng mà tại sao em cứ nghe theo, em cứ gửi theo, em không hiểu luôn. Giống như bị bùa vậy hả? Dạ, em cứ giống như là bị nghe vậy. Anh kêu em cứ gỡ cái đó cho ảnh đi, gỡ qua đằng anh gỡ bên kia. Cái ảnh kêu em gỡ liền thì em cũng cứ nghe gỡ vậy đó. Ảnh nói ảnh ở nước nào em có biết không? Không, em không có điện. Em nói, ảnh nói lúc sáng á là ảnh nói là muốn gặp miến hỏi về em Trinh. Cái em mới nói chị thôi đợi 8 giờ đi, khi mà em Trinh lên rồi em điện cho anh nói chuyện với Trinh. Ảnh mới nói thôi đi, ảnh chỉ điện nhắn tin hỏi xác nhận thôi, nếu mà có thôi để ảnh gửi cho với Trinh 100 đô ủng hộ. Ảnh nói anh tin gì? Nó không có nói tin gì hết trơn á, chỉ nít tại vì khi mà lên đây á thì thường thường người ta hỏi em xong rồi tự người ta bắn tiền qua cho em. Chứ em lúc nào giống như tiền qua này kia ta chuyển nhiều quá rồi, cái nhà em cũng lu bu nên là em cũng không có hỏi tên người ta nữa. Lúc đó thì trong cái tài khoản mình là em đã gom được bao nhiêu tiền? Lúc đó trong tài khoản em là được 103 triệu. 103 triệu. Dạ, là anh lấy xong là em còn 79 triệu. Là em mới chạy cái bắn cho chị em, là em bắn hết luôn. Rồi từ lúc sáng đó em đi rút tiền xong rồi từ sáng tới chiều có một cái anh Mạnh Thường Quân đó là anh gửi vô cho Tú Trinh, là cũng gửi qua cho Zalo này nè, mà anh cũng đâu hỏi tên anh đâu, anh gửi ra cho Tú Trinh là 3.400.000, là em rất mừng luôn. Là với mấy những người Mạnh Thường Quân khác là được 7.153.000, thì tới tối là rút em bé hết trơn. Từ qua cái sự lừa gạt này của cái tên đó, cũng như là sự cảnh giác, thì em có một cái lời nào nói để cho những người mà trên mạng có thể biết thêm cũng như là cảnh giác thêm không? Dạ, nên là em chia sẻ với những người mà đừng có giống như em vậy đó. Sau này khi mà
được Mạnh Thường Quân giúp đỡ rồi. Từ khi Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì tự động người ta họ sẽ bắn vào tài khoản của mình luôn, họ không đòi hỏi một cái vấn đề để mình nhập mật khẩu hay cái gì hết. Nên là cái những người mà họ kêu mình nhập mật khẩu hay cái gì đó là những người đó họ lừa gạt mình. Em có hiện nay thì cái chi phí ca mổ của em Trinh đã được Mạnh Thường Quân hỗ trợ được toàn bộ chi phí đúng không? Dạ. À, ngày hôm qua có một cái chị đây, ngày hôm qua là anh Phong lại đây á, là tại vì em đã bị lấy hết 30 mấy triệu rồi, nên là bây giờ trong túi em á chỉ được có như 7 triệu chục đi. Rồi anh Phong anh nói anh được bên Mạnh Thường Quân là cho 31 triệu nữa, là thay gì là 100 triệu, hiện bây giờ là còn thiếu 130 triệu. Hôm qua có chị này nhắn tin cho em, chị hỏi Tú Trinh sao rồi. Rồi chị nói bây giờ bên anh Phong á, là hỗ trợ cho Tú Trinh đó là 30 triệu đi, chị sẽ giúp cho 100 triệu. Chị nhắn rồi nha. Dạ rồi em mới nói, chị mới nói là khi nào lên ca mổ được thì chị sẽ lợi bệnh viện, chứ không chị sẽ đóng tiền luôn. Dạ. Thì bây giờ bác sĩ đang khám. Ngày hôm qua là chụp CT tim rồi, nhưng mà hôm nay á, là mình đang đợi kết quả hội chẩn có mẫu được hay không. Dạ. Cũng còn đang chờ kết quả ở bên trong. Dạ. Và hôm nay thì đồng hành với Bùi Hồ thì có bác Thuận là Việt Kiều Mỹ, bác đang ở Sài Gòn và từ miền Tây thì bác cũng tức tốc chạy lên. Dạ, đến bệnh viện là bác ở Gạch Giá rồi. À, em điện bác lên thì bác tức tốc là khoảng 9 giờ tối là bác lên đây tới 2 giờ. Bác đã lên tới đây. Dạ. Cũng chân thành cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân cũng như là cô bác Quýnh Chị đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ cũng như là em Phong Bùi đã giúp cho Trinh có một cái ca mổ. Thì chắc có lẽ là em sẽ nói một cái lời nào đó với lại Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ mình, cũng như là một số sơ sót nào đó của em gì đó. Dạ, là em cảm ơn tất cả những Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho bé Trinh để đủ số tiền để bé Trinh mổ. Và em xin lỗi về cái chuyện sơ sót của em đã làm mất số tiền của những Mạnh Thường Quân. Dạ, em thành thật xin lỗi. Thì hôm nay thì đến xem cái tình hình của Trinh như thế nào thì trước tiên là anh em mình sẽ chia sẻ về những cái kẻ xấu, những cái người mà gọi là không có một cái chút lương tâm nào, không có một tình người nào, để lợi dụng lúc người ta khó khăn nhất để lừa gạt mua mất đi cái số tiền. Thì cũng Mùa Hồ cũng rất là lên án và cực kỳ ghét những cái trường hợp như thế này. Thì mong thì nhân nào quả đó, trồng cây nào gặt được cây đó, thì khi kết cục thì cho những cái kẻ này thì cũng không bao giờ tốt được. Cô bác quý chị, kiếp này không trả được thì sẽ có kiếp sau. Và hôm nay thì đến đây thì anh thay mặt cho Mạnh Thường Quân là chị Phượng ở Mỹ gửi cho em Trinh 100 đô. Thì bây giờ em giữ đây. Thì bây giờ cái số tiền này đó thì lúc nãy anh đi rất là gấp nên là nữ chưa có đổi ra tiền Việt, em cứ giữ đây và tiền này em cứ giữ thẳng, thì khi nào muốn đổi thì mình lại tiệm vàng hay ngân hàng gì đó mình đổi lại. Rồi em cảm ơn chị Phượng. Giữ tiền này cho thẳng nha. Yeah. Chị Phượng là Việt Kiều Mỹ gửi cho mình. Yeah. Gửi cho bé Trinh cho cái ca mổ á. Thì sáng nay lo dữ không? Nói chung là em ngày hôm qua em nghe bác sĩ nói thì em khóc, rồi em mới điện cho gia đình. Tại bác sĩ nói với em là bé Trinh, em hỏi là ca mổ là bao nhiêu phần trăm, bác sĩ nói là 40%, nhưng mà khi có khi mẫu nó chết trên ca mổ không được nữa, nên là em sợ rồi em khóc. Bác sĩ nói là kêu em điện về gia đình đi, chuẩn bị tâm lý, tại vì bé Trinh rất nặng. Nhưng mà bác sĩ nói không có cho Trinh hay, em cũng không có cho Trinh biết nữa. Nhưng mà vấn đề là còn đợi một cái hội chẩn nữa là mẫu được hay không nữa. Cũng thông tin với cô bác quýnh chị là tại sao là gia đình của bé Trinh lại khám ở bệnh viện Tâm Đức này. Lý do là từ năm 11 tuổi là Trinh đã bị tim bẩm sinh và đã mổ miễn phí ở đây một lần, nên bác sĩ ở đây sẽ biết về bệnh án của Trinh và cũng như bệnh viện này thì chuyên về tim. Nên là nữ là mặc dù chi phí có hơi cao nhưng mà mổ ở đây thì cái khả năng mà bác sĩ mà hội chẩn đồ cho Trinh nó sẽ an toàn hơn. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quýnh chị là Mạnh Thường Quân, trong nước cũng như là ngoài nước, tất cả các nhà hảo tâm đã hỗ trợ đồng hành cùng kênh Bùi Hồ cũng như là hỗ trợ cho em cùng kênh Phong Bụi, đã hỗ trợ cho em Trinh có một cái tia hy vọng nào đó trong cuộc sống, và cũng mong là một cái phép màu nào đó sẽ đến với em. Và thông qua video clip này, Bùi Hồ muốn nhắn nhủ lại
với tất cả mọi người thì cũng nên cẩn thận về cái quá trình mà chuyển tiền cũng như là nhận tiền, để tránh những cái kẻ xấu, những kẻ không có lương tâm lợi dụng để mà trục lợi cho bản thân mình. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ạ. Rồi em chào em, bây giờ chắc có lẽ là anh em sẽ đợi tiếp tục nha.